Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. À, trời ơi, mấy bạn ơi, chết tôi rồi. Bây giờ Sammy nó bị khứa bò cạp bắt đi mất tiêu rồi bạn ơi. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu như mà bây giờ mình không giải cứu Sammy á, thì chắc chắn Sammy sẽ không còn có thể nào quay video cho bạn fan xem được nữa. Bởi vì Sammy nó bị khứa bò cạp bắt đi mất tiêu rồi. Trời ơi là trời. Ủa cái gì vậy? Ủa? Ở chỗ này nó có cái gì nhìn lạ lạ vậy? Ủa? Một cái cầu thang hả? Cái cầu thang này lên tới trên trời luôn kìa. Ơ nhưng mà kệ nó đi, liên quan đến mình đâu trời. Bây giờ Sammy đang bị bắt. Mấy bạn ơi, làm cách nào để cứu được Sam đây? Mấy bạn có ý kiến gì có thể giúp cho mình cứu được Sam hay không? Hãy nhớ bình luận xuống cho mình biết nha. Ủa còn cái này là gì đây? Một cái cầu thang. Ủa cái cầu thang này đi xuống dưới lòng đất. Ủa cái cầu thang này lên trời, còn cầu thang này đi xuống lòng đất là gì vậy? Ủa từ từ để mình xem coi. Cái gì kia? Khứa áo xanh bò cạp. Ơ còn sau lưng của hắn là Sammy kìa. Ê Sammy, tôi tới cứu Sam nè Sammy. Ê khứa áo xanh bò cạp, đứng lại nhanh lên. Trời cái tên thì chạy nhanh quá bạn ơi. Đứng lại cho ta, đứng lại. Ôi hắn ta nhảy. Hắn ta nhảy xuống dưới rồi. Ui trời, cái chỗ này sâu quá mình không xuống dưới được. Trời ơi bạn ơi, Sammy bị bắt ngay trước mặt mình luôn, vậy mà mình không làm được gì hết. Trời ơi, mình thật là vô dụng mà. Bây giờ phải làm sao để cứu được Sam đây? Trời. Yên tâm đi Sammy, tôi nhất định sẽ đến để cứu Sam. Trời ơi, bây giờ mình phải lên trên kia để mình tìm hero team và sau đó mình nhờ mọi người giúp mình giải cứu Sam mới được. Chứ không thôi á là Sammy bị bắt là coi như là hero team chứ còn 7 thành viên thôi luôn á bạn ơi. Trời ơi, mình buồn quá bạn ơi. Mình khóc với cái này là mình đang khóc chứ không phải mình đang chảy nước miếng đâu nha bạn. Trời ơi, mình buồn quá trời quá đất luôn á. Kiểu này á là từ nay á không còn ai có thể thả cơm tó cùng với mình ở trong video rồi. Bởi vì Sammy đã bị bắt đi rồi. Bây giờ có cách nào cứu được Sam không? Trời ơi, buồn quá. Tôi quay lên rồi nè Phong Cường. Ôi, hình như là mình nghe được tiếng của Sammy bạn ơi. Ủa Sam đang đâu? Tôi nè Phong Cường tí. Ôi. Gì? Ủa cái gì vậy? Ủa sao tôi nhìn bà? Ủa sao tôi nhìn bà cứ bị mờ mờ vậy? Ủa? Trời ơi, tại vì tôi trở thành linh hồn rồi, không còn là con người bình thường nha Phong ơi, cứu tôi. Cái gì? Sammy đã trở thành linh hồn rồi hả? Ủa cái gì kỳ vậy? Rõ ràng hồi nãy tôi thấy bà bị cái tên bò cạp bắt đi mà sao tự nhiên bây giờ bà bay ra đây được vậy? Ủa? Thì tất nhiên cái con bò cạp kia nó bắt cơ thể tôi còn linh hồn tôi được chui đến đây nè. Bây giờ nó giữ cái cơ thể tôi rồi giờ sao đây? Tôi còn mỗi cái linh hồn nè Phong ơi, cứu tôi nhanh lên không tôi sẽ siêu thoát đó Phong ơi. Ôi, trời ơi, chết rồi bạn ơi. Vậy có nghĩa là cái hố mà cái khứa áo xanh vừa rồi bắt Sam xuống cái đó chính là một cái hố mà chỉ để lấy đi cơ thể của người khác thôi. Còn linh hồn của người đó thì vẫn sẽ ở trên đây. Thôi, vậy bây giờ mình phải tìm cách để mình lấy lại cơ thể cho Sammy á. Chứ không thôi Sammy sẽ mãi mãi là một cái bóng ma như thế này luôn á bạn. Ôi, nhưng mà bây giờ á, Phong yếu xìu, Phong đâu có mạnh bằng cái tên khứa áo xanh này đâu. Làm sao Phong có thể cứu được Sam được? Cũng đúng, bây giờ ông mà tới gặp tên đó nha, tên đó cũng sẽ lấy cơ thể của ông và ông sẽ y chang tôi luôn á. Đúng rồi, bây giờ làm cách nào đây? Đây Phong ơi, ông nhìn thấy gì không? Đây là cổng thiên đường. Hả? Ông lên thì ông sẽ lấy được, ông tìm được cách để tiêu diệt tên đó. Đây là cổng thiên đường đó. Cổng thiên đường á? Rồi ok được, để tôi lên trên đó xem thử. Cổng thiên đường á, sao nghe là lạ ta, từ từ để mình lên xem thử nha. Ok được rồi, vậy thì Sam đi theo tôi nha. Chắc chắn là tôi sẽ tìm mọi cách để cứu được Sam, Sam yên tâm. Ok, để leo trên đó thôi mới coi. Chắc là cũng có chút xíu là lên tới nơi thôi chứ có gì đâu. Trời ơi, mệt quá bạn ơi, cứ tưởng là nó thấp, ai dè nó cao muốn chết luôn trời. Cố lên, tôi phải. Có đi Phong ơi. Phải lên trên đây được để tìm cách cứu Sammy nữa chứ. Thôi. Mấy bạn ơi, ở trên đây mình thấy nó có cái con gì nó xoay vòng tròn nữa bạn. Ui. What? Nó có cái gì đây? Ủa mà sao ở con trên đây? Con nào là con nào? Chính là thiên thần đây nè. Ui, dám hỗn sợ với ta hả? What? Cái gì đây? Ủa, thiên thần hả? Ủa nhưng mà khoan, từ ta nhớ thiên thần là đẹp lắm mà sao ngươi thiên thần gì đâu mà nhìn ngươi xấu vậy? Cái gì? Ngươi đã lên trên đây rồi còn dám chơi ta xấu hả? Ngươi có tin là ta sẽ sử dụng sức mạnh nó bắn ngươi xuống dưới kia không? Dạ em xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Dạ anh đẹp trai. Dạ rồi, anh đẹp trai nha. Ủa nhưng mà khoan từ. Ủa? Nhưng mà ông là ai vậy? Ông tên là gì? Xin giới thiệu với ngươi, ta đây chính là khứa áo trắng. Cái gì? Khứa áo trắng? Ủa khứa áo trắng lại? Ủa sao nghe lại vậy? Ngươi có biết khứa áo xanh không? Dạo này lướt tóc có biết khứa áo xanh không? Biết,
tôi cũng hay coi top top á, tôi cũng biết khứa áo xanh nhưng mà ông là khứa áo trắng là sao tôi không hiểu. Thì đó, bây giờ là đã có khứa áo xanh nè, khứa áo đỏ nè, khứa bò cạp được cái thứ, bây giờ cũng phải có khứa áo trắng chứ, đúng không? À, hợp lý, hợp lý. Ê mà khoan từ, khứa áo trắng thì ông là thiên thần hả? Tôi thấy ông có hai cái cánh nè, rồi xung quanh người ông nó cũng có mấy cái vòng tròn gì nó xoay nè. Ủa? Tất nhiên rồi, ta đây chính là thiên thần. Ê, khoan đã, từ đợi xíu. Ủa gì vậy? Cậu bé à, tôi buồn cho cậu đó. Cô bé kế bên bây giờ chỉ còn là một cái linh hồn thôi. Tôi có thể thấy được cô ấy. Ôi, ông thấy được hả? Ê, nhưng mà ông ơi, nếu như mà ông thấy được Sammy á thì ông có thể giúp tôi, gọi là giúp cho Sammy trở lại bình thường được không hả? Đúng rồi đó. Làm sao mà bây giờ có thể giúp trở lại bình thường được? Bây giờ chỉ còn có cái linh hồn thôi, mà bây giờ không có lại thân xác thì làm sao ta biến vô được? Ủa vậy bây giờ làm cách nào mới có thể lấy lại được cái cơ thể của Sam bây giờ? Hả? Từ từ để ta xem coi. À, hình như cô bé Sammy này, thân xác của cô đang ở bên dưới lòng đất thì phải. À, không lẽ đúng rồi, đúng rồi đó. À, kẻ thù của ta, kẻ thù số một của ta, có phải là cái thân xác của cô bé này đã bị cái tên gì mà khứa xanh bò cạp á giữ lấy đúng không? Ờ, đúng. Ủa, rồi đúng rồi, sao không biết hay vậy? Bây giờ ông có cách nào giúp cho tôi xuống dưới bên dưới cái lòng đất đó để tôi cứ cứu Sam được không? Tại vì Sammy đây đã bị bắt xuống đó rồi, cơ thể của Sam bên dưới đó đó. Trời ơi, cách đó thì bây giờ ta có nhiều cách lắm, nhưng mà nói chung là ngươi tới đây mà không có cái gì thì chắc ta cũng không giúp được đâu. Ủa không có gì là sao? Ủa vậy là ý là ông nói là tôi phải cho ông cái gì đó thì ông mới giúp tôi hả? Thì tất nhiên ta là khứa áo trắng mà. Tài sống mà. Ủa? Bạn cũng cái gì vậy? Sao mà thiên thần gì đâu mà tham lam cái gì trời, kỳ vậy hả? Cuộc sống mà giờ mưu sinh mà, giờ bạn thông cảm với mình đi được không? Giờ bạn muốn mình cứu không? Ok. Rồi ok được. Bây giờ nếu như mà ông cần thì được rồi, ok. Tôi sẽ gọi là xuống dưới đó tôi kiếm kim cương đưa cho ông. Rồi ông đợi tôi xíu nha. Được rồi bạn ơi. Cái gì vậy? Ông phải thiên thần không nhỏ? Sao nhìn anh nhìn nhỏ nha bạn ơi. Tôi không biết nữa. Đây là thiên thần cái kiểu gì đâu mà tham lam quá, kêu tôi phải đưa kim cương thì mới chịu giúp tôi, cái gì kỳ vậy? Không sao, để tôi xuống đó tôi tìm kim cương đưa cho ông. Đi hỏi bạn ơi. Nói chung là cảm ơn chú em nhá, nhà cũng đẹp cũng xinh đấy. Thôi, dạ dạ em là em hôm nay là em phải gọi là khó khăn lắm mà em mới bán cái nhà này cho anh đó, chứ cái nhà này em thích lắm luôn á, nhà trong làng của em mà giờ em phải bán cho anh đi em lấy kim cương á. Dạ anh cho em xin kim cương đây. Trời ơi, đây trời ơi, anh là uy tín, đây có tiền là có kim cương đó, có nhà là có kim cương thôi. Cảm ơn chú em nhá, nhà đẹp lắm. Thích anh giỏi luôn nha. Dạ cái nhà của tôi ơi không sao bạn ơi, tính ra bạn là mình bán nhà để mình gọi là mua chuộc cái ông thiên thần này á, để mà ổng giúp mình giải cứu Sammy cũng được. Trời ơi, trời ơi buồn quá, mất cái nhà. Khứa áo trắng ơi, tôi đã kiếm được kim cương rồi nè. Đây, kim cương đây. Trời ơi, mệt quá nè, khứa áo trắng tôi đưa ông kim cương nè, đây là kim cương. Ủa ông ơi, đâu ra kim cương nhiều vậy? Trời ơi, tôi phải bán nhà của tôi để tôi gọi là lấy kim cương để cứu Sam đó Sam. Trời ơi, cảm động quá. Trời ơi, tên này coi công nhận là ngươi cũng cũng có biết giữ lời hứa đó. Được rồi, bây giờ ngươi hãy leo lên người của ta đi, ta sẽ chở ngươi xuống dưới gặp cái tên khứa bò cạp đó. Ê, nhưng mà bây giờ ông to quá, sao tôi leo người ông được? Đợi xíu, đợi ta một xíu. Ui, ui, ông biết nhỏ nè bạn ơi, ghê thiệt sự á. Được rồi, bây giờ tôi leo người ông nè. Wow, trời bạn ơi, nhìn mình giống như kiểu mình mọc lên cái cánh đó bạn. Ơi được rồi, bây giờ mình đi đâu đây ông? Được, bây giờ hãy cùng ta đi xuống bên dưới lòng đất rồi nào. What's up? Wow. Ui, tôi bay được luôn nè Sam ơi, hay quá. Trời ơi, đã quá. Mấy bạn nhìn nè, khứa xanh chạy trên trời luôn bạn ơi, ghê thiệt sự. Ok, bên này là khứa trắng các bạn ơi. Hơi bị ngầu. Wow, quá là xịn luôn. Đi thôi nào, let's go. Thì ra đây chính là ở bên dưới lòng đất của cái tên khứa bò cạp kia sao? Ok, để mình leo xuống nè. Ôi được rồi, ông áo trắng ơi, bây giờ bọn mình phải làm gì đây? Thôi bây giờ là ta tiễn ngươi tới đây thôi nha, còn giờ ta về đây, tạm biệt. Ê tào lao, ông đưa tôi xuống cái đây rồi một tí nữa tôi gặp cái khứa bò cạp kia, sao mà tôi đánh lại hắn được? Ông phải đi theo tôi chứ. Thôi ai còn đánh nhau nữa hả? Trời ơi, phiền chứ, như vậy. Chứ bây giờ tôi cho ông quá trời kim cương, tôi bán nhà đưa ông kim cương luôn vậy mà ông còn không giúp tôi nữa thì trả kim cương đây. Ôi ok, đi thì đi bro. Ok ơi, đi, trời ơi. Thắng ta là không có sợ đâu nha, không có sợ mấy cái ông này đâu. Cái ông này ông khôn quá bạn ơi, ông tính lấy kim cương của mình xong rồi. Ôi, cái gì vậy? Ôi trời.
trời ơi, trời ơi. Cái gì ghê vậy trời? Cái gì bây giờ mới có mấy tháng không xuống đây thôi mà giờ cái tên bò cạp này hắn ta chuẩn bị gì bẫy ghê vậy trời? Trời ơi, chỗ này quá trời bẫy luôn bạn ơi. Nè nè, ông áo trắng, ông đi theo tôi chậm chậm á nha, coi chừng bị dính vô mấy cái bẫy này là tiêu đời luôn á. Nè, người hôm nay ta đi chậm chậm á, giờ ta mới đem bò xuống luôn nè, nghe không? Trời ơi. Ủa tôi nhớ là ông là thần mà ông không có cách nào để vượt qua cái này nhanh hơn hả? Sao ông chậm chạp quá vậy? Ông phèn quá vậy? Hả? Ờ ha, để ta thử coi. Tôi mới thấy ông dính là bà đó. Ê, tôi mới thấy ông dính là dè đó. Dừng lại, đừng. Tí nữa là ông tiêu đời luôn bây giờ. Ok. Ôi trời mấy bạn ơi, bây giờ mình phải vượt qua cái mê cung bằng laser nè. Ôi trời ơi, mấy cái chỗ này nhìn nguy hiểm nha các bạn nha. Nguy hiểm. Cẩn thận nha. Tôi có kinh nghiệm chơi mấy cái map rồi, cho nên tôi qua cách dễ dàng thôi. Ok, rồi bên này. Thấy chưa? Ôi, bên trong cái rương có gì đây? Một cái hộp quạt hả? Ok, rồi sau đó đi qua bên đây. Ui. Ủa rồi qua bên đây là sao nữa? Ừ. Sao không thấy đường đi nữa ta? Ủa giờ đây. Ủa rồi giờ mình đi đâu nữa? Từ từ hình như mình đi sai đường rồi hay sao bạn ơi, để mình xem coi. À ở bên này nè. Bên này ông ơi, qua đây. Ây cha. Ui. Trời ơi giờ công nghệ nó phát triển như ta, không ngờ là cái tên này đã cập nhật nhiều bẫy như vậy rồi. Ghê. Trời ơi. Trời ơi nhìn mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Ở bên dưới này có quá trời nhà tù luôn. Hình như cái này là nhà tù dùng để nhốt những cái người mà bị cái tên khứa bò cạp bắt xuống đây á bạn. Trời ơi nguy hiểm thiệt sự luôn á trời. Ok, rồi sau đó là chết rồi, bây giờ chỗ này làm sao qua bên kia được? Bên kia nó xa quá, làm sao mình bắt cua bên đó được trời? Ê, đúng rồi. Ông áo trắng bây giờ ông giúp tôi rồi là cổng tôi bay qua bên kia được không? Được, lên người ta. Ok, được. Rồi tôi leo lên này đó. Rồi đi, nhanh lên. Bạn à, bây giờ anh bạn hãy coi tốc độ của tôi đây. Hay cứ vô từ và lạc quan lên em ơi. Hay quá rồi, tiếp anh ơi. Thì là tôi thôi, sao được bất cứ ôi rồi. Ôi, xịn quá rồi, tiếp anh ơi. Trời, tiến lên luôn anh ơi. Ôi rồi, hay quá anh ơi. Ôi, giờ đường nào đó? Bên này là ông nội, bên này nè, trước mặt nè. Ông đi đâu vậy? Rồi, qua bên đây. Rồi ok, bên này thì để tôi tự đi, tôi không cần nhà ông nữa. Bên này thì dễ thôi, bên này bắt cua nè. Ok. Nè ông, đi xuống đây nhanh lên. Còn lại quá lên em ơi. Chỉ là không biết cho tôi, xin tôi bắt cua ơi. Rồi từ từ để tôi lưu điểm hồi sinh ở đây đã, không thôi tiếng nữa là tôi rồi, tiếng nữa tôi lên trên lại mặt đất luôn á, tôi mà té cái là tôi khỏi xuống đi cứu Sam luôn á. Ok, qua bên đây. Rồi, sau đó là qua bên này. Ê, bên này cũng hơi xa, ông giúp tôi bay qua được. Tại sao á? Giúp. Tên này. Rồi, cái tên này tôi tưởng là người như thế nào, ai ngờ chỉ cần sự trợ giúp của ta thôi hả? Trời ơi, xin lỗi trời, lỡ trong kim cương rồi, giúp đỡ xíu đi. Rồi đi nhanh lên ông nội. Từ từ, gươi chuẩn bị coi ảo thuật của ta nè. Nè, chuẩn bị nha. Ok, đâu có gì đâu. Cái gì đâu. Rồi, 3, 2, 1. Ôi, cái gì? Ê, chạy. Trời ơi, ông chạy kiểu gì vậy? Trời, chạy người tôi nè. Xin lỗi, ta đang sử dụng rồi, kỹ năng của ta. Xin lỗi. Trời ơi, cái kỹ năng cái kiểu gì mà nó phèn cái gì? À, chết tôi bây giờ, cái ông này. Xin lỗi. Dạo này dạo này không dùng kỹ năng nên là nó hơi lắc chứ. Trời ơi, cái ông này. Ghê chưa? Ê ông ơi, tính ra là cái cổng ở trên kia kìa ông nội, ông bay xuống đây làm gì trên kia kìa. Ủa đâu vậy? Ở trên đây nè, nhìn nè. Trời ơi, cái ông này thiệt luôn á. Nè cái bức tường nè ông nội thấy không? Nè nhìn nè, phía trước này nè. Quên. Xin lỗi. Thiệt luôn á. Rồi bay lên nhanh lên ông nội. Trời ơi, thiệt luôn cái ông này thiệt. Lúc cuộc là ông có biết bay không vậy? Sao mà ông cứ đập mặt vô trong tường vậy? Hả? Ôi, cuối cùng bay lên được rồi. Trời ơi, tốc độ nè. Đó, người nhìn nè, với tốc độ này của ta nè. Đó, ghê không? Trời ơi, tôi không thấy ông tốc độ ở chỗ nào mà tôi thấy ông tàn đập mặt vô trong tường rồi đụng đầu lên trên nóc không à. Tào lao thật sự. Ok, rồi đi qua bên đây xem coi. Ui, bên này lại là bắt cua nè. Cái gì mà nhiều quá vậy trời, mệt mỏi thật sự luôn á. Ôi, đúng thiệt là để có thể xuống được cái chỗ của cái tên khứa bò cạp này không dễ một tí nào hết các bạn ơi. Khó thật sự luôn á. Ok, leo đây. Ui, rồi qua bên đây. Ấy chà. Trời ơi trời, Sam ơi, yên tâm đi, tôi tới để cứu Sam đây. Sam hãy chờ tôi. Ấy chà. Huy. Ây, ủa mà khoan từ. Tính ra mấy cái chỗ này á, mình nhờ là khứa áo trắng này giúp cho mình gọi là bay qua bên kia được nhanh hơn mà ta sẽ tìm bắt cua làm gì. Thôi chạy đi. Ôi, cho nó ngầu. Cái người bảo rằng là để một mình ngươi tự đi là được rồi mà. Ủa kệ tôi nhờ ông ai biểu là ông phế quá chi, ông tàn bay về ông đập đầu trong tường rồi sau đó là ông bay tàn té xuống là bao mà. Dám bảo mình phế à, được rồi nhờ, dám bảo mình phế à, thằng này gan nè. Ủa chứ bây giờ ông có giúp tôi được gì đâu, từ nãy giờ ông tàn hại luôn không, mình làm tôi cháy là ba kiểu luôn, tí nữa chảy kinh khủng của tôi đi. Ê, không cần, cái chỗ này cái chỗ gì mà ta thấy hình như nó giống như cái ngục tù hay sao á. Ờ,
Ừ, ông nói giờ tôi mới để ý á nha, hình như cái này là cái ngục tù nè bạn ơi. Wow. Ừ, trời ơi, nhiều nhà tù như thế này thì không biết là đã có bao nhiêu nạn nhân đã bị cái tên khứa bò cạp này bắt xuống đây rồi đó. Oh my god, thiệt sự quá là đáng sợ luôn á mấy bạn. Ui, ui, ông áo trắng ơi, cái tên bò cạp xuất hiện rồi kìa. Oh. À, thì ra là ngươi ở dưới đây. Ta không ngờ ngươi là ác độc như vậy. Ngươi đã bắt rất là nhiều người nhốt vào trong cái nhà tù này của ngươi đúng không ạ? Tất nhiên rồi, nhiệm vụ của ta đó chính là đi bắt những cơ thể của những con người đem xuống đây. Và ta đã bắt được bạn của ngươi rồi đó. Bây giờ ngươi tính xuống dưới đây để cứu bạn của ngươi sao? Ơi, cái tên đáng ghét này. Bây giờ ta nói cho ngươi biết nè, ngay bây giờ ta sẽ tiêu diệt ngươi và giải cứu cho Sammy. Ngươi hãy coi chừng đó. Để xem coi thằng nhóc của ngươi sẽ làm được gì. Ta nói cho ngươi biết nè, lần này á ta không cô độc như lần trước đâu. Bây giờ ta đã có một người bạn mới của ta, đó chính là Khứa Áo Trắng ở đây. Anh ta sẽ giúp cho ta tiêu diệt ngươi. Được rồi, Khứa Trắng, bây giờ ông hãy mau mau biến to lên tiêu diệt hắn đi nào. Được, để ta. Cái tên kia, ngươi chuẩn bị tiêu diệt đi. Khứa Áo Trắng biến to, biến to. Wow, trời ơi mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, quá trời là ngầu luôn bạn ơi. Khứa Áo Trắng chiến đấu cùng với Khứa Áo Xanh bò cạp. Trời ơi, nhìn hai ông nào cũng to nhau nhìn ngầu quá. Được rồi, Áo Trắng ơi, ông có ở nhà, bây giờ tôi phải tìm cái chỗ tôi để tôi núp không thôi, tí nữa mấy ông đánh chúng tôi là sao. Ok rồi, mình sẽ núp ở trên đây để mình coi hai ông này đánh nhau nha bạn nha. Tiến lên đi nào. Đó, yên tâm đi anh bạn, để tôi tiêu diệt cái kẻ này. Ôi trời ơi, ngầu quá. Ôi trời ơi bạn ơi, bạn nhìn kìa, như chúng ta đang thấy ở trên màn hình thì hiện tại Khứa Áo Trắng đang xoay vòng tròn và bắn ra những cái cục thiên thạch vô cùng to luôn bạn ơi. Trời ơi, và những cái cục thiên thạch này nó có thể nổ tung được luôn nè bạn. Wow, ui, Khứa Áo Trắng bay lên trời luôn. Wow, ngầu quá. Ôi, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Ôi ôi, ngầu quá bạn ơi. Trời ơi, kiểu này là mình thấy là Khứa Áo Trắng coi mỗi lần mạnh hơn á bạn ạ. À, tại vì Khứa Áo Trắng có những cái quả cầu vô cùng gọi là bự luôn nè bạn, nổ đùng đùng luôn nè. Còn Khứa Áo Xanh thì cái quả cầu của hắn ta nhỏ xíu à. Ui trời ơi các bạn ơi, đây chắc chắn sẽ là cảnh tượng lần đầu tiên trong gọi là cuộc đời các bạn thấy được ở trong Minecraft là hai Khứa Áo Xanh đang đánh nhau luôn á bạn. Trời ơi trời, ui mà cái tên Khứa Bò Cạp mình thấy coi bộ là đang bị yếu dần rồi nè. Những cái quả cầu của hắn ta quá là yếu luôn, không thể nào mạnh bằng Khứa Áo Trắng được. Ồ, hay quá Khứa Áo Trắng ơi. Ngươi đã chịu thua chưa? Ngươi đã chịu thua chưa? Cái tên Khứa Áo Trắng này, tại sao hắn ta lại mạnh như vậy hả? Ta sẽ không thua ngươi đâu, bởi vì ta chính là chúa tể của lòng đất, Khứa Bò Cạp. Wow, trời ơi, ngầu quá ông Áo Trắng ơi. Trời, tôi không ngờ là ông mạnh nó như vậy luôn á. Trời ơi, mệt quá. Mệt quá, trời ơi, cái tên này công nhận là khó nhai được chứ. Trời ơi, cái tên này mạnh nó như thế mà ông còn đánh lại hắn, có nghĩa là ông mạnh hơn hắn nhiều luôn á trời. Ê, được rồi, bây giờ ông mau giúp tôi đi kiếm cơ thể của Sammy đi. Ủa mà Sammy ơi. Ơi, tôi nè. Ủa, cơ thể tôi đâu vậy? Sao đây 4 tiếng rồi, vì sao 4 tiếng tôi bị siêu thoát đó. Ôi, bà bình tĩnh đi, bà bình tĩnh đi, yên tâm, tôi đã tiêu diệt được cái Khứa Bò Cạp kia rồi. Ok, ông Áo Trắng, ông mau biến nhỏ lại giúp tôi gọi là bay lên để tìm cái cơ thể của Sam đi. Đây, đợi ta xíu, đây biến nhỏ lại nè. Ờ rồi, ok, tôi leo người ông rồi, bay bay bay, nhanh lên, coi chừng hết thời gian bây giờ. Ok, Sammy, bây giờ Sammy đang ở đâu? Bây giờ mình phải kiếm được cơ thể của Sammy các bạn ơi. Ok, để xem coi, bên nào ta, ủa trời ơi, đây nhiều nhà tù quá, tôi không thấy được chỗ nào hết trơn á. Ui, ôi trên này lên đây. Ôi bên này. Ôi đúng rồi. Ôi đây rồi. Ôi tìm ra được rồi nè. Ôi đây Sam ơi, nhanh lên Sam ơi. Tôi đây. Cơ thể của tôi nè. Đúng rồi, đây là cơ thể của Sam nè. Bà mau nhập vô lại trong cơ thể đi, nhanh lên. Rồi. Hay da. Sammy đã nhập vào rồi nè. Sam ơi. Ây da, trời ơi, nhức đầu quá. Trời ơi, may quá mấy bạn ơi. Cuối cùng thì Sammy
Sammy cũng đã trở về lại với mình rồi. May quá mà mình cũng đã tiêu diệt được cái tên khứa bò cạp kia rồi. Thôi mừng muốn chết luôn á. Đi ra ngoài đây. Thôi được rồi, ông áo trắng cảm vậy ơn thì ông cũng nhiều. Đã tốt rồi đúng không? Cho xin tí kim cương nè. Ủa ra là ông mà ông đòi kim cương tôi hơi nhiều quá nha. Bây giờ á, ông hãy giúp tôi chở tôi với Sammy bay về lại trên mặt đất được không? Được, tất nhiên là được rồi. Bây giờ okay. Hai người đeo lên trên người của ta. Ôi, được rồi, khoan đã, trước khi về thì tôi cần phải chào tạm biệt mấy bạn fan tôi đã chứ. Ok bạn ơi, vậy là coi như trong tập ngày hôm nay mình đã tiêu diệt được cái tên khứa bò cạp và đã kết bạn được với một người bạn mới, đó chính là khứa áo trắng mấy bạn ơi. Trời, ông này hơi bị mạnh luôn nha các bạn nha. Và bạn nghĩ rằng, liệu rằng trong Minecraft còn có những cái tên gọi là áo trắng, áo xanh, áo vàng, áo hồng hay là áo màu tím hay áo màu gì nữa, thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới mình biết và mình sẽ đi tìm những cái bạn gọi là áo này nha bạn nha. Ok, được rồi, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye. À quên, đừng quên lại nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn. Ok, có gì? Bye bye. Let's go. Đi thôi. À quên nữa, nhớ nhấn like nữa nha các bạn nha. Được rồi, bây giờ chúng ta còn đâu đi về thế nào? Đi thôi khớ trắng ơi, đi thôi. Đi thôi. Nhớ nhấn like nha, ông like tôi giận đó. Hello team.